một khứa hèn nào đó đã đá gắt vào mỏ anh ta. Thời điểm quan trọng, một người đồng đội đã lao đến, mang theo cú đúng đòi mạng trực tiếp hất tung đám chơi dơ. Lúc này Amon vẫn đang mệt mỏi ôm Ramona ra biển, cảnh tượng trước mắt đã làm anh ta ngẩn ngơ. Amon không quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng ôm chặt Ramona và chạy về phía trước. Cả hai bên dân tộc nhìn thấy cả hai người vẫn còn sống, trận chiến xịt keo ngay lập tức, cả đám nhường đường cho cả hai. Amon sợ nước ôm chặt Ramona, một cách không do dự Amon lao vào nước biển. Ramona dần tỉnh lại sau khi tiếp xúc với nước biển. Amon hạnh phúc ngất đi, Ramona nhanh chóng ôm chặt anh ta và bơi lên mặt biển. Cuối cùng, họ đã gặp lại gia đình và bạn bè của mình. Mọi người đều đặt xuống vũ khí trong tay. Kẻ chủ mưu của cuộc hỗn chiến đã bị tống cổ. Amon và Ramona cuối cùng trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Người chú chứng kiến tất cả điều này, rơi nước mắt xúc động. Hai cái đứa báo nhà.